Anh thanh niên năm nay đang ngót nghe 80 rồi. Sáng mua 5.000 rồi đi tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on play để biết hết chuyện chén đời. Đang cái tốt bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chưa thấy vợ con gì. Anh ơi mấy cô yêu nhưng anh không còn người yêu. Ba ba anh sang xa vẫn thôi ba chạy đi làm. Anh biết mình phải lớn nhưng đã thấy chưa. Chẳng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần lối, anh bồi xôi. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng ai là quan trọng, anh đã khác. Không còn như ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba mẹ, cho em nó. Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Yeah yeah. Sống thứ sáu rồi, sớm mà đi chợ sáng đưa về tìm về nấu. Anh nên đăng lên vây, đăng cái thông tin công việc. Anh biết mình phải lớn nên phải trưởng thành hơn. Rồi một hôm anh gặp cô gái rồi, cứ đây lòng thầm thơ đêm này ôm nhớ mong. Và thời gian nhận ra anh bảo quên quá nhiều. Cứ nghĩ đến ba má anh thấy thật buồn là do em đơn. Chẳng lẽ ta quan sát anh đã ngắm. Không còn như mày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em má. Nên anh nhanh nhiên học cách đổi thay bản thân.